ruột chứ, trái tim mà ruột là nó dính dính miếng 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 vậy, nó có từ khoanh từ nhỏ 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 vậy đó, là nó mát lên đó đó. Trời nó khoanh lên chừng một khúc vậy nè, rồi có cái màng màng là cũng như cái đó là cũng như cái mỡ xa vậy đó. Trời mỡ chài của con heo giữa cái nó mát lên trên mấy lá cây này nè, dính lên cây rồi ha. Rồi đó là từ đây nè mà lại đẳng là 800 mét mà cái nhà bên đó là nó bể bể kiến nó tung xuống luôn. À cái nhà 800 mét đằng kia hả con? Là lúc bên kia luôn hả con? Từ đây qua thôi. Cái dầm đó, dầm ngay chỗ dầm mà qua phải. À, chị. Con của thằng Nhí Nhí. Con Nhí hả? Con chị là như thế nào? Chị ruột của anh Nhí hả? Nhí nó có mày đang. Nói đi tìm ai? Ở quê nhà mưa. Tìm ba. Nè con nói cho chú nghe, con bây giờ đi tìm ai? Tìm ba. Tìm ba với ai nữa? Út Huyền. Út Huyền rồi với ai nữa? Chí Hiếu. Chí Hiếu hả? Chí Hiếu hả? Bây giờ là con đi tìm ba người đó đúng không? Tìm Chi, để cho nó đi đi. Nha. Thôi để cho Nhí nó đi đi. Tôi tìm nó thằng Chi. Rồi nghe sót cả nha. Rồi đi tìm ba. Con của anh Nhí. Anh Nhí có được có mấy người con chị? Có một đứa một. Một bé này thôi hả? Bé này ha. Ờ con đi tìm ba hả? Từ đây tới tìm ba con đi. Anh Nhí là tên thiệt là tên Nhí luôn hả chị? À dạ. Em cứ tưởng là tên ở nhà thôi. Anh Nhí là sinh năm 91. Dạ. Trời ơi. Nó mến bà nó dữ lắm. Dạ. Trời thương quá. Cưng con nó dữ lắm. Nó nhà nó cưng con thương vợ nó dữ lắm. Thôi chị đưa bé về trước đi chị. Dạ. Nè Mỹ ơi bước lên nằm xuống đi. Thì sao không ai? Đi đi cái ghe nhỏ bên kia đi. Đâu có giò người nào đi về đó thấy để nhận cái lạc hả? Nào đi chỗ nào nhớ kìa. Bây giờ giỏi mình là lên cái chỗ Chí Hiếu hả cô? Trời ơi. Dạ. Bây giờ bố cùng với lại cô với lại mấy cô chú anh chị ở đây sẽ đi lên ở trên đó nha cả nhà. À, tạm dừng video một chút nha, tại vì là nó ồn lắm. Sao chị? Kiểu như là nó là lao động chính trong nhà. Ai vậy? Nguyễn Ngọc Tư á. À anh Tư hả? Bây giờ á mà nói như vậy á, vợ con nó rất là khổ, tại vì cũng đang mắc nợ rất là nhiều. Nhà đó nó ở là nhà thuê của người ta. Dạ. Rồi bây giờ á mình nên mà con này vừa màng trả nợ vừa màng nuôi hai đứa con rất là khổ. Nhằm khi tôi cũng muốn anh em á để giúp đỡ cho nó thoát được cái là cho nó đỡ nợ nần đi, rồi mẹ con nó tự màng tự sống thì nó cũng được. Nhưng mà giờ màng mà nuôi hai đứa con rồi á, thêm một cái gánh là nợ nần để lại nữa, khổ dữ lắm. Nợ nhiều không chị? Chắc nợ cũng nhiều á. À. Chắc cũng lên tới tiền trăm á. Dữ vậy hả? Mà bây giờ á để lại như vậy thì cũng tội cho nó, nhà thì không có nhà để ở nữa. Dạ. Nhà đó là nó sang cho người ta hồi xưa là của nó. Rồi hai vợ chồng đi làm cũng lỗ lã, đi làm đi lặn mà nè, lãnh đồ làm lỗ. Xong mà về mới đầu cầm cố biết không có khả năng. Rồi nó sang luôn. Sang rồi mướn nhà lại ở là một tháng 700 ngàn. Bây giờ á mà chồng nó chết như vậy á, mình nó vừa nuôi chồng vừa bây giờ thờ chồng, nuôi hai đứa con, rồi tiền nhà, rồi tiền trả nợ. Không khả năng nào nó làm nổi. Nợ đó là mình nợ bà con hàng xóm rồi hay là mình phải đóng lãi rồi nữa chị? Đóng tiền lãi anh. Phải có tiền lãi nữa hả? Tiền lãi không đó. Ngân hàng hay là mình mượn bên ngoài? Mượn bên ngoài nhưng mà đều có lãi hết. Ý là mình mượn bên ngoài mà nếu mà có lãi thường nó sẽ cao hơn ngân hàng rất là nhiều. Cao hơn ở ngân hàng nhiều. Dạ. Ngân hàng một á lãi ở bên ngoài phải lên 3-4. Dạ. Cho nên là giờ thấy nó giờ nhầm khi á thằng em của ông Tư này nè ngồi nói chuyện với tôi nói là em không biết rồi á chị dâu em á ổng chết rồi không biết chị dâu em sống làm sao với hai đứa nhỏ. Dạ. Hồi nãy khi mà hạ xuống bả đòi đi theo luôn, trời ơi vậy còn hai đứa nhỏ nữa. Bả chị. Giờ khó khăn trăm bề. Người ta cũng thương. Thấy tội nghiệp. Nhà thì nhà mướn mà giờ người ta giao cho mình mướn như vậy. Hư hao tự sửa. Mà giờ cái nhà là muốn gãy muốn sập giờ nào cũng không biết. Dạ, cái nhà mà hồi nãy mà để áo quan á là nhà anh Tư ha. Đúng nhà rồi. Trọ anh Tư đó. Nhà trọ đó. Nãy mấy anh lên mà nó mục đến nỗi mà mấy anh đi cái nó phập xuống luôn cả nhà. Đi lên mà sập dán luôn mà, gãy luôn mà. Cây ở trên nóc là gãy rồi, đêm hôm cũng có một anh. Cứ ba vô cũng là mà ảnh cũng quay là gỡ là nó gãy từ miếng hết. Trời ơi.
không vậy bây giờ là mấy cái đó là mình phải tự sửa chứ chủ nhà không sửa hả? Mình tự sửa mình ở. Dạ. Cho nên là thấy cái cảnh vậy cũng cũng khổ. Bây giờ ảnh còn hai người con không chị? Đúng rồi, còn hai người con. Mà hai người con bây giờ hiện tại còn đang đi học không? Có học nhưng mà vừa rồi khổ quá không có tiền đóng học cho nên nó nghỉ. Là một đứa nghỉ hay hai đứa nghỉ luôn hai rồi? Hai đứa nghỉ hết, một đứa hai đứa nghỉ hết luôn rồi. Một đứa thì nó đi phụ với cha nó. Dạ. Còn một đứa rồi, thì sao mà ngừng lại đây? Tới chỗ. À tới cái chỗ để nhận. Đúng rồi, đúng rồi. Tới dạ. Chỗ của Nguyễn Chí Hiếu. Dạ dạ. Đây còn 2 mét nữa nè. Thấy cái vỏ nó còn ở đằng kia không? Cái vỏ nó còn ở đằng kia. Hiện tại bốn cùng với lại các cô các chú ở đây cùng với bạn của em Nguyễn Chí Hiếu đang tới cái hiện trường để mình xem đó cả nhà. Thì cái hiện trường là ngay chỗ phía bên tích ngay chỗ kia đó, là hiện tại đang cột cái vỏ lãi, bây giờ cột cái mũi vỏ lãi nữa thôi đúng không cô? Đó là cái mũi nữa thôi chứ đâu phải là cái nữa đâu. Đó là nổ là chính xác là ngay chỗ cái đoạn kia nè. Nãy ghe của mình đi ngang qua đây là bị mắc dướng bao. Dướng bao đi lắm. Nó giăng tới đây luôn nè, nó mát lên đây. Nó giăng thật ra rồi tim rồi là nó mát lên đây luôn. Cái tim mát chỗ này luôn. Từ ngay chỗ đây hả cô? Ờ chỗ này, đây nó mát tới đó đó. Giăng lên ruột đồ nó mát dài dài. Trời ơi, cái này chắc cũng phải 20-30 mét mà nó giăng cỡ đó luôn hả? Rồi lên tới trên kia khoảng là 200 mét, nó giăng lên trên bờ vuông hả? Dữ vậy luôn hả? Văn nè, 200 mét cái nó nổ nó bể bê tông đó thấy không? Dạ. Nổ bê tông đó luôn đó. Rồi thịt nó văng lại tại chỗ đó, cái chán tôi cúng ha, tôi cúng còn đó. Đây nè nó bể vỏ rồi. Hôm qua là mình cũng có cúng ngay chỗ cái cây đó, đó cô ha. Ừ. Dạ. Thằng Chí Hiếu rồi gì thằng gì? Nhí theo về cho con về đi theo về đi nghe con. Cô cũng nhiệt tình với tụi bay mấy bữa nay rồi giờ cô văng lên đây. Một cái gì dính ở trên cái cây kia vậy cô? À, một miếng ruột có, rồi là trái tim có. Cái đó cái hiệu vỏ, hiệu vỏ. Cái miếng của cái vỏ lãi ha. Mà còn dán dán lên cây đây. Ồ bữa hôm qua là mình tìm được thấy những cái gì vậy cô? Thì có còn cái máy, còn cái máy còn nằm dưới đó, cái máy máy xe còn nằm ở tại chỗ đó luôn. Dạ. Rồi bởi hôm cũng có lấy quát bằng cái bình ấy nè, có lượm lên chưa? Cái bình ơi, công an giữ rồi. Vậy công an giữ hết mấy cái đó ha. Ừ. Rồi còn bộ phận cơ thể là... Bộ phận cơ thể là người đó nó treo lên, rồi nó văng lên bờ trên khoảng là 200 mét lên trên bờ vuông chánh. Dạ. Rồi lượm nhỏ vậy nè. Dạ. Rồi giờ xương đầu rồi đó, cái sọ đầu đó, nó văng ra từ mảnh kia là tuốt ở trên chánh khoảng 200 mét. Dữ vậy ha. Ừ. Mà con thấy là hình như có ruột nữa phải không cô? Có ruột mà cái ruột với trái tim mà ruột là nó dính miếng vậy nó có. Dạ. Từ khoanh từ nhỏ vậy đó là nó. Dạ. Mát lên đó đó. Trời nó khoanh lên chừng một khúc vậy nè rồi quá cái màng là kiểu như cái đó là cũng như cái mỡ xa vậy đó. Trời. Ờ mỡ chài quấn con heo vậy có nó mát lên trên mấy lá cây này nè. Dính lên cây rồi ha. Ờ. Rồi đó là từ đây nè mà lại đẳng là 800 mét mà cái nhà bên đó là nó bể kiến nó tung xuống luôn. À cái nhà 800 mét đằng kia hả cô? Là lúc bên kia luôn hả cô? Từ đây qua cái dầm đó, dầm ngay chỗ dầm, qua khỏi cái dầm đó chị. Qua cái dầm tiếp theo đó là tới hả? À gây cái dầm ông nở là cái nhà đó là kiến cường lực là 5 ly đó mà nó đổ xuống luôn hết. Trời. Mà còn xung quanh cái chỗ đây là cái chỗ nhà đó là gần nhất rồi hả cô? Thì nhà đó gần đó, ở khúc này đâu có nhà chịu. Khúc này may là không có nhà nè. Không có nhà nào. Trời ơi, chắc cái bờ nó to lắm á. Dạ. Đó là quay qua. Mà khi mà mình tìm được là được nhiều không cô? Chừng khoảng vừa luôn cả cái bàn tay luôn là khoảng khoảng 2 kg. Trời ơi, giải được đâu có được bao nhiêu đâu. Luôn là khoảng 2 kg. Trời ơi. Bữa đó là cô có qua đây không cô? Dạ từ nổ xong rồi là tôi đã đi theo trực tiếp luôn cho tới 4 giờ chiều. 3 giờ rưỡi thì chính quyền mới kêu tôi là đem bà mẹ của Chí Hiếu về với vợ của anh Nguyễn Ngọc Tư này về để mà cho người ta hỗ trợ tiền. Dạ. Thành ra là tôi mới về luôn. Lúc đó về cũng lo dữ. Dạ. Bây giờ hồi nãy con có nghe mấy chú công an nói là bây giờ sẽ nhờ người dân với lại huy động tất cả lực lượng đi tìm những cái mảnh còn lại đó. Giờ vẫn còn phải đi tìm đó. Là tại vì là mình mới nhận được có hai tìm được có 2 ký là khoảng đó thì không có bao nhiêu hết. Khoảng 2 ký còn rất là nhiều. Dạ. Cái bữa đó thì có lực lượng nào mò ở khu vực này không cô? Tại vì nếu công an á là nó không cho mò, nó sợ là còn cháy nổ ở dưới nên dạ, có lực rồi. Lượng mò đó là khoảng để bữa đó có 4 ghe. 4 ghe hay là 5 ghe vậy đó, 4 ghe thời lặng lại trực thờ để mò. Có mò. Lúc công an tỉnh vô mới cho mò. Dạ. Công an tỉnh vô cho mò thì được cái bàn tay dạ. Của anh Nhí á. Dạ. Trời ơi. Tới 5-6 giờ chiều nước lớn đầy quá đâu mò được. Dạ. Giờ còn em Nguyễn Chí Hiếu là bộ phận nào bị mất đi con?
không không coi con, nó còn tròn vàng. Còn nguyên hả? Còn nguyên. Hồi nãy con nghe chú kia nói là bị mất cái giò. Nghe, bị gì á là nó còn nguyên phải không? Nhưng mà cái giò bị gì á đánh úp xuống nó, cái giò không bơ. Nó vẫn còn hả? Còn không còn hả mày? Còn nguyên. Còn nguyên hết luôn hả? Nhưng mà chú xíu coi lại đem về dưới nè. Chúc công an tỉnh luôn. Hồi nãy là em lên trên đó hả em? Thấy còn cơ thể còn đủ không? Đầu không tóc ha. Cái đầu là hơi mớp hả chị? Cái đầu hơi mớp. Nhưng mà cái này khoảng chút xíu nè, khoảng chừng một tiếng hồi sau là biết rồi. Tôi sao tự nhiên bắt cua được đây? Không mới đem đâu vậy? Mà mới bắt chín cua hả? Không. Bây giờ nhận được thi thể của em Nguyễn Chí Hiếu là chắc em Hiếu làm ngồi ở trên cái phía trước, nên là ngay chỗ mà cái vỏ lãi còn đó, ngay chỗ mũi đó nên là vẫn còn. Thì khả năng là bữa đó chỉ có một cái chiếc vỏ này thôi. Có chiếc vỏ à, chiếc vỏ với là có chiếc vỏ đậu đó, nó đậu nó còn cho nó luôn, để y vậy luôn đó. Vậy đó. Dạ. Thì vậy là từ bữa nổ rồi vẫn còn giờ y nguyên vậy đó. À, vậy là nó cột dây vậy luôn đó. Ừ. Ngay chỗ đó luôn. À. Nó cột dây ngay đó luôn vậy đó, là từ hôm dài là để y vậy luôn, nó đâu có hiện trường vậy đó. Cái đâu có ai ấy đâu. Nhiều khi là mình đi gần gần đây là mình cũng thấy cái này cái kia nó nổi lên á, chứ không phải đơn giản đâu. Nó dân nó nổi lên trên này mình nhiều khi mình tìm thấy á con ha. Tại bây giờ nếu mà hai người mà cái này nó hay á, nó ấy đỡ cái là nó không vô mà hàng đế bè hết ta. Nó không vô mấy hàng đế bè này. Chí Hiếu mà nó cho vô hàng đế bè một đá tới trong chừng. Từ cái chỗ đây mà tìm tới cái chỗ mà tìm thấy em Chí Hiếu là chắc cũng còn cây mấy hai cây á chị ha. Nhưng mà nó qua hai hàng đấy luôn. Qua hai hàng đấy luôn, bây giờ nó qua tới hai hàng đấy mới tới chỗ đó. Mà nó không vô bàn nữa. Ở phía dưới của hàng đấy đó có lưới hả cô? Có lưới, có lưới hết mà nó không bị mắc vô. Mà nó không vô mà nó đi luôn qua luôn. Cũng hay à ha. Tại gió là nó tấp qua phía bên bờ của bên Ngọc Hiển này. Tại vì con nước kém này là con nước kém không đông đấy. Mấy ngày nước kém không đông đấy. Dạ. Người ta không đóng đấy nên nó mới trôi qua luôn. Vậy nó cách cái hiện trường chắc cỡ 2 cây không? Cây mấy 2 cây đó. Từ ở đây xuống dưới hả? Chắc cỡ 2 cây không cô? Chắc từ 2 cây trở lên á. Dạ, tầm đó. Từ 3, từ 200 mấy, 3 ngàn mét vuông á. Dạ. Xuống dưới. Thì ông bà của chú hồi nãy là anh em của bốn á, thì cũng có xuống tới tận nơi. Ngay chỗ cái mà thấy em Nguyễn Chí Hiếu, nhưng mà bên cơ quan chức năng họ đang làm việc nên họ không có cho mình quay, nên là anh em bốn thì cũng làm theo đúng pháp luật thôi, người ta không cho quay mình sẽ không quay. Nhưng mà chút xíu nữa là chút là công an tỉnh xuống là tới rồi, công an tỉnh xuống là nó là khoảng một nửa tiếng xuống tới. Dạ. Nhưng mà ở đây không có chỗ mổ là đem về tại nhà mổ. Dữ vậy không? Chở gì dưới mổ đưa xác gì dưới, tại vì nó cô có xin rồi là bây giờ bả có mình anh không ai hết. Dạ. Bà nội nó là 72 tuổi rồi, bà tỉnh thì em biết rồi đó. Bà nói chuyện không đâu vô đâu. Dạ. Nếu bà có gì mấy em thông cảm. Dạ. Hoặc là mạnh thường quân hay là mấy em ở đây là tất cả đều là thông cảm. Bà là người không có được tỉnh thường. Vậy là ở trong nhà Nguyễn Chí Hiếu là bây giờ chỉ còn hai bà cháu thôi. Hai bà cháu ở đầu nhà của thằng chú của thằng Nguyễn Chí Hiếu, nhưng mà thằng đó là 30 mấy tuổi. 30 chắc cỡ 3 từ 40 trở lại, nhưng mà cô không biết bao nhiêu. Sáng say chiều xỉn ăn nhậu không có biết gì gia đình hết, nó mặn vô nó ăn nhiêu. Dạ. Tiếng lên. Nguyễn Chí Hiếu này là mồ côi ba mẹ. Ba nó chết là cũng bị tai nạn. Đi làm mướn gần khẩu đập lên trên sọ đầu này chết tại chỗ. Trời ơi. Mẹ nó thì theo trai theo người khác là hồi lúc nó còn ở chuồng, nó còn đi đẫm đẫm ở chuồng là đi. Cũng không có liên lạc luôn hết con. Người bây giờ có biết nhưng mà không ai liên lạc, tại vì người mẹ không quan tâm tới con rồi thành không ai liên lạc luôn. Dạ. Rồi bây giờ nói thẳng là có hai bà cháu với tự hôm gài thằng Nguyễn Ngọc Tư còn có, nhưng mà bạn bè đồ đó lặng thì nó cũng chạy tới tư luôn, nó giúp nó đưa bây giờ thành là được. Còn thằng Nguyễn Chí Hiếu này á, bà nội nó gì giờ nói thẳng là cũng như nghèo quá rồi á, là cũng ít có người với bà nói chuyện, không có được tỉnh tề đó, thành ra là không có người khả năng mình sẽ làm lại cho em Hiếu. Nhưng mà tôi là người á từ bữa 17 tới giờ đi xin gạo, đi khuyên tiền, rồi đi bây giờ đi xin hàng, bây giờ phải về đăng đoán lấy cái hàng đó nè. Dạ. Là mình cũng mới xin thêm. Tôi mới điện xin cái hàng bên đây là phát hiện rồi, để tôi điện vào Cà Mau tôi xin cái hàng khác. Dạ. Do đó đó. Giờ công an đó, bên công an thì kêu tôi giờ coi cái gì để hỗ trợ công an thị trấn Nam Căn á. Dạ. Nó cũng điện cho tôi. Không biết sao không biết số tôi không biết. Dạ. Vậy là mình sẽ dự kiến làm đáp lại cho. Bây giờ làm đáp không có làm. Mà bây giờ nó đã xin rồi thì bây giờ xin cái hàng đó về. Ở dưới nó mướn bàn ghế rồi nó mượn qua sân tôi không cho. Dạ. Tôi nói cái này là chỉ đem về liệm xong rồi. Dạ. Đem đi quả thiêu liền. Dạ. Chứ không có để, bà không có tiền. Dạ. Làm ra rồi hàng gương, hàng thì cho có rồi, rồi tiền cát đá, rồi tiền này tiền nọ rồi làm sao không? Đem đến rồi thấy vậy chứ cũng tiền không cô ha. Chi phí là cô thấy không được, nên cô nói bây giờ thiêu thì nhà nước cho được 3 triệu. Dạ.
đó, thành ra bây giờ để cô về dưới cô sắp xếp câu chuyện đó nơi đây nè. Công an mà công an bên thị trấn Nam Căn điện cho cô thôi, giờ nhờ cô về sắp xếp giùm, có gì liên hệ với nó. Vì bây giờ là tiền hồi nãy cô có điện cho nó là bây giờ không có vỏ máy thì bên này là nó nói để nó liên hệ với công an Ngọc Hiển là giúp vào phần đó. Thì hồi nãy cái bên công an Ngọc Hiển có nói là để người ta đưa về, nếu ở đây mổ không được ta đưa về mổ tại nhà. Rồi vậy đó hả em? Dạ thôi con cảm ơn cô nắng ha. Nắng quá giờ về dưới đi. Rồi em mới về còn dài dài từ đây tới chiều lắm. Dạ. Chút xíu được. Để cái ngôi nhà mà chỗ kiến nổ. Dạ, tới cái nhà kiến nổ đó. Chạy từ từ qua. Nhà kiến nổ đang tỉnh Cà Mau nó đo gì đó, đo độ cái gì đó mà nó đo là 800 mét. Cho cô không biết. Cách cái hiện trường này 800 mét là cái sức ảnh hưởng cũng rất là lớn á cô. Thành ra là 800 mét mà nó không chịu không nổi, bể tính thương lực rồi. Nhà biết cỡ nào rồi. Nhưng mà cái em bên bộ đội đây nè cô, mà đây là cái căn nhà phía trước này hả chị? Camera này, căn nhà phía trước đó. Cái căn nhà này có camera nè, và nó quay là một cái đoạn video có kiếp nổ là luôn á cô, mà là cách cái khu hiện trường nó khoảng 800 mét ha. Cái này cách hiện trường 800 mét mà nó nổ à, bể tính luôn á. Có camera của nhà quay lại. Cái thằng ở Cà Mau là 56 luôn là cả nhà biết cái sức công phát. Mới có người mới điện lại cái nó tắt cái thằng trời. Quay lại cho nên là cái video đó nó lan rõ trên mạng đó là quá. Kiếp 5 ly đó mà kiếp cường lực mà nó bể nó tuôn xuống luôn. Dạ. Cái đó nó bể kiếp ở trên nó dở xuống luôn á. Dạ. Cái nhà này hả cô ha? À nhà đó đó. Nhà này cũng là cái nhà gần nhất tại khu vực hiện trường cả nhà. Có camera lại. Rồi tính ra cái vụ nổ này cực kỳ lớn luôn á. Hình như là 72 tuổi mới thấy lần này lần đầu tiên. Cô 72 rồi hả cô? 72 rồi. 72 năm rồi giờ mới thấy cái vụ như thế này cô ha. 72 mình tính là từ năm mình 14 15 tuổi đi tới giờ là mới thấy lần đầu tiên. Dạ. Cô cũng là bộ đội. Cô là ngày xưa cô cũng là bộ đội. Bộ đội nhưng mà cô chưa từng thấy. Dạ. Bom nổ ở trên nó giọng xuống thì là cô là bộ đội mà, cô là cựu chiến binh. Nhưng mà trong đời cô mới thấy à. Từ hồi giờ cô có đi một cái đám nào mà chôn chung chưa cô? Chưa luôn ha. Dạ, đây cũng là lần đầu tiên ha. Mới lần đầu tiên. Dạ, con cũng lần đầu tiên đi như thế này. Mới lần đầu tiên thôi. Dạ, rất là trong đời mới thấy à. Dạ. Nhưng mà cái này là bây giờ 72 năm mình mới bớt. Dạ. Cái sự việc nó xảy ra như thế này thì buộc mình phải ngộ biến mà tùng quyền thôi. Dạ. Nhưng mình đâu cũng đâu muốn vậy đâu phải không cô? Dạ. Này đâu em muốn mà cũng mới lần đầu tiên là chưa từng. Dạ.